Wow, sau 7749 lần mở hoài mà nó không re thì ngày hôm nay cuối cùng nó lại re các bạn ơi. Quá là nhân phẩm luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top 1 Baby. Và đầu video thì cho mình xin một lượt like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình đạt 15k sớm xíu nhất nha. Và ngày hôm nay chúng ta có phiên bản mới 1.53, đó phiên bản Giáng sinh nha các bạn. Và để xem là cái phiên bản mới cập nhật này có những gì nào rồi. Nhưng trước khi đi vào cái phiên bản đó thì mình sẽ công bố cái người trúng giải may mắn trong cái mini game hôm qua của mình. Và đó là bạn bé Shinkute, rồi tên nhân vật là Kai Kun. Và bạn đó là chọn gói ánh sao ạ. Chúc anh một buổi tối vui vẻ. Rồi ok, và xin chúc mừng bạn đã là người may mắn nhất và giành cái phần thưởng đó chính là gói gơ ánh sao. Chang chang chang. Và ngồi ra thì mình sẽ tặng thêm 3 bạn may mắn nữa. Đó chính là bạn Nguyên nè, rồi bạn Jun Yu Ke và bạn Yi Yi Shin. Đấy, mỗi bạn sẽ là nhận của mình là 8 thỏi vàng nha. Và các bạn nào mà chưa trúng hoặc là chưa nhận cái thỏi vàng của mình thì các bạn hãy mau mau tham gia cái sự kiện của mình. Các bạn hãy comment cái ID, tên nhân vật và chọn cái gói các bạn muốn chọn. Ví dụ là gói VIP hay là cái gói Magic Girl này. Đó, Magic Girl ánh sáng, Magic Girl nước hoặc Magic Girl ánh sao. Đấy, và các bạn muốn chọn cái gói nào cũng được. Đó, các bạn chỉ cần là comment cái tên gói ở phía dưới. Thì nếu các bạn may mắn người trúng thì mình sẽ là tặng cái gói theo yêu cầu của các bạn nha. Hoặc là các bạn có thể là chọn cái gói mùa đông thú vị này đó, mình cũng sẽ là tặng cho các bạn luôn. Đấy, còn ngồi ra 3 bạn may mắn nữa sẽ nhận là của mình là 8 thỏi vàng nữa nha. Và các bạn nhớ tham gia thì cho mình một lượt like, lượt đăng ký kênh, ủng hộ kênh của mình đạt 15k sub nha các bạn ơi. Rồi ok, let's go. Và ngày hôm nay chúng ta có phiên bản cập nhật mới 1.53, sự kiện là Giáng sinh. Và mình cùng các bạn xem cái phiên bản cập nhật này có những gì nè mọi người ơi. Và nghe nói là phiên bản cập nhật này rất là lớn luôn, đó có nhiều sự thay đổi lắm. Và cái đầu tiên đó chính là cái sự kiện cây nguyện ước. Đấy, người tuyết đã tìm đến trên đảo Gaia và hãy cùng các cư dân trên thị trấn tìm đến cái cây thông nguyện ước này. Đó, và ước cầu nguyện cho người tuyết không bị tan chảy. Và sau khi các bạn nguyện ước xong thì các bạn sẽ nhận các xu bông tuyết nha mọi người. Và các bạn cũng có thể là nhận cái NPC cha cha này để làm nhiệm vụ sự kiện. Và sau khi hoàn thành thì các bạn cũng sẽ nhận các xu bông tuyết này, đó, để đổi các phần quà trong cái sự kiện Noel. Và tiếp theo một cái cũng liên quan đến với xu bông tuyết, đó chính là chúng ta sẽ là cập nhật thêm cái shop sự kiện người tuyết nữa các bạn ơi. Đấy, cửa hàng sự kiện người tuyết. Và đây là các vật phẩm trong cái sự kiện đó. Đấy, các bạn sẽ dùng các xu bông tuyết này và đổi các vật phẩm giống như là các sự kiện lần trước. Đấy, trong cái mùa lễ tạ ơn mọi người. Đấy, và cách kiếm xu bông tuyết thì các bạn có thể là nhận từ cái NPC che che và làm nhiệm vụ để nhận cái xu bông tuyết. Còn ngồi ra các bạn có thể là gặp cái cây thông Noel đó và các bạn sẽ là cầu nguyện ước và nó sẽ cho chúng ta thêm các xu hoa tuyết nha mọi người. Và cái phần thưởng cuối cùng đó chính là cái chiếc nón người tuyết Noel đó các bạn ơi. U là trời, quá là xinh xắn luôn. Đấy, rất là nhiều phần quà luôn nha các bạn. Rồi ok, tiếp theo là bắt đầu bạn điểm danh mùa đông lạnh giá. Rồi lần này không phải là 7 ngày nữa mà là 14 ngày luôn nha các bạn ơi. Và ngày thứ hai chúng ta sẽ nhận thêm một cái nón Noel nữa nè. Đấy, và ngày cuối cùng chúng ta sẽ nhận cái bong bóng Noel nữa. Đấy, cái bét Noel đó các bạn ơi. Đó, nhận toàn quà xịn không à. U là trời mà cái tặng 14 ngày nha, thay hồ mặc sức mà nhận quà. Đó, các bạn không nên bỏ qua nha. Ok. Và cái tiếp theo trong cái sự kiện này chính là cái đại hội âm nhạc La La La. Đó, u rè trời mà không biết là ca sĩ nào sẽ xuất hiện trên đảo cây e đây. Đấy, như năm trước thì có ca sĩ Simmy rồi. Đó, mà không biết năm nay có phải ca sĩ Mono không ta. Đấy, mình thấy là dạo này game PR ca sĩ Mono hơi bị nhiều đó, mà không biết là có phải hay không. Đó, hoặc là ca sĩ Hàn Quốc nữa. Đấy, các bạn nào mà biết thì hãy comment phía bên dưới cho mình nha. Tiếp theo mình đoán là ca sĩ sẽ xuất hiện đó chính là Mono nha các bạn. Đó, mình đoán là tỷ lệ là 100% luôn. Đấy. Và một cái tiếp theo trong phiên bản cập nhật đó chính là cái thêm nhiệm vụ trong cái ngân hàng Kukopin. Đó, và thêm cái tiệm mì Koreno nữa. Đấy, và khi chúng ta sẽ là vào đó để nhận thêm các nhiệm vụ về trò chơi mới nè. Và sau khi hoàn thành các nhiệm vụ thì chúng ta cũng sẽ nhận các phần quà đấy, hoặc là các vật phẩm đặc biệt nữa. Đấy, ví dụ như là đồ là Belo nè. Đấy, như lần trước vậy các bạn. Nhận cái thêm vali tiền nữa mọi người. U là trời. Và mình sẽ là đợi về ngày mai mình sẽ làm và hướng dẫn cho các bạn xem nha. Ok. U là trời, công nhận cái phiên bản cập nhật này lớn ghê các bạn ơi. Mình thấy rất là nhiều cái cập nhật luôn. Đấy, thêm một cái nữa nè. Đó chính là sẽ xóa bỏ cái bảng tên ở trường học. Tức là cái bảng tên mà các bạn khi vào cái lớp học đó, nó sẽ hiện cái ví dụ học sinh nè. Đấy, thầy hiệu trưởng nè, đấy lớp phó lớp trưởng nè, thì nó sẽ là loại bỏ luôn nha các bạn. Đấy, lần này nó sẽ không còn hiện mấy cái đó nữa. Đó, mình không biết là để cái đó làm gì đây, mình thấy là rất cần thiết luôn. Đấy, cho nhiều bạn là muốn lựa chọn thì có thể là chọn theo ý của mình. Đấy, ok. Và cái tiếp theo đó chính là cái gõ kép che xuất hiện khi câu kế sẽ bị loại bỏ.
Rồi chắc chắn là 100% là mấy người mà auto câu cá thích cái điều này lắm nè các bạn ơi. Đấy, cái ai mà auto câu cá thích cái điều này hay không đó, loại bỏ cái tre rồi đỡ phiền phức nha mọi người. U ra đời quá là sướng luôn đó. Và cái thời gian cập nhật đó chính là vào ngày mai đấy, 6:30 đến 11:00 đó, ngày 15 tháng 12. À, ok. Và mình nghĩ chính là cái thời gian cập nhật khoảng là tầm 10 giờ là xong rồi các bạn ơi, chứ không phải đến 11 giờ đâu. Đó, nói chung là mấy như mọi khi thì cập nhật thì 6:30 khoảng là tầm là 10 giờ là để xong rồi các bạn. Ok, và ngày hôm nay chúng ta có cái phần thưởng đăng nhập mới, đó chính là cái hộp bốc thăm đá quý. Đó, và cái hộp bốc thăm tiệc tè. Ok, wow, 7 viên đá quý luôn các bạn ơi. Một chiếc hộp tầm thường nha, đó. Hộp thường nha các bạn, chứ không phải là hộp đá quý đâu. Và đây là 7 viên đá quý luôn mọi người, u ra trời. Rồi, không biết cái hộp đá quý này sẽ ra bao nhiêu đá quý đây. Đó, ra 7 viên đá quý nữa thì chắc mình xỉu mất các bạn ơi. Rồi xong các bạn ơi, 6 viên đá quý rồi mọi người. Còn thua cái hộp tà mò kia nữa, hộp tà mò kia mình được là 7 viên đá quý. Còn cái hộp đá quý là ra 6 viên đá quý mọi người, u đời trời. Quá là ẻo luôn. Rồi xui rồi các bạn ơi. Hôm qua thì mình rất là hên luôn. Đó, để đi xin vía và nhận cái chiếc xe siết này thành công nha các bạn. Mình mở rất nhiều lần luôn nhưng mà nó không ra chiếc xe này. Đấy, cuối cùng là mình đi xin vía một người bạn của mình. Đó, thì cuối cùng nó lại ra mọi người ơi, mình chỉ là mở một lần duy nhất thôi nha. Mà hơn sao cuối cùng nó lại ra mọi người ơi, đúng là mừng hết nước mắt luôn mà. Vậy hiện tại thì mình đã mở ra tất cả các loại xe trong cái hộp rồi. Đó, mình mở ra xe cảnh sát rồi nè. Hôm kia thì mình mở ra rồi, đó. Rồi thêm một cái chiếc xe kỳ lân thì mình cũng đã có rồi. Đấy, và thêm là một cái xe siết mới ra nữa thì mình cũng đã mở ra rồi nha các bạn. U rồi trời, và thêm cái gậy Bogo đó trong cái hộp bốc thăm tình yêu gì đó mình quên tên rồi các bạn ơi. Đấy, tổng cộng là mình có 4 chiếc xe rồi. Hôm nay mình định xuống xét cái chiếc xe đẩy em bé này, đấy, xe đẩy em bé dâu. Nhưng mà mình nghĩ lại mai cập nhật các bạn ơi, mình không nên tiêu tốn ra thêm kim cương nha các bạn. Đó, mình sẽ là dừng lại hôm nay đó, để ngày mai là coi có cái hộp bốc thăm mới nào hay không. Đó, hoặc là có cái đồ mới nào thì mình sẽ là dùng kim cương để mua nha các bạn ơi. Chứ mà hôm nay là mình chơi khô máu thì ngày mai không có để mà dùng các bạn ơi, rất tiếc luôn. Lỡ ngày mai nó ra đồ xịn hoặc là ra cái gối đập hộp xịn nữa, mấy cái đồ mới thì rất là tiếc nha các bạn. Đấy, nên mình sẽ là dừng lại nha mọi người. Và mình sẽ chỉ là mở khoảng một lần hoặc hai lần thôi. Đó, để mở lấy hên thôi nha các bạn. U là trời, một cái gói dâu. Đó, mở một hai lần lấy hên thôi. Đấy, hên thì ra, còn không hên thì không mở nữa nha các bạn ơi. Tiết kiệm lại, u là trời, cái gì đây. Wow, tưởng đây cái xe mọi người. Rồi, cái tivi dâu tay nha. Đó, mình chỉ mở là hai lần thôi nha các bạn, tiết kiệm. Rồi, mình mới nhận thêm cái mặt cốt nữa mới nè các bạn ơi. Mặt cốt trong cái sự kiện đó chính là thiết kế thời trang cho mono trên fanpage các bạn. Đấy, các bạn có thể là lên trên fanpage và tham gia cái sự kiện ở trên đó. Đó, và các bạn khi tham gia thì sẽ nhận cái phần cốt nha. Ok, thì mình sẽ mới nhận thêm một cái hộp bốc thăm dâu nữa nè. Và bây giờ mình cũng sẽ là vào để mở thêm nha các bạn, để tìm kiếm chiếc xe đẩy dâu. U là trời, không biết là game có muốn mình nhận chiếc xe đẩy này hay không. Nhưng mà ngày hôm nay cho cốt đúng ghê. Đấy, cho cái hộp bốc thăm dâu nữa chứ. U là trời, cái gì đây. Không ra chiếc xe các bạn ơi. Rồi, một cái đèn chùm dâu nha. Rồi, như vậy là hôm nay không có ra xe dâu các bạn ơi. Ok, và như vậy là cái video clip của mình đây là kết thúc các bạn. Và xin chào các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye, mãi yêu. Ta-da.